Cát Phượng và chuyện tình khó tin với người yêu kém chục tuổi Kiều Minh Tuấn. Cát Phượng cho biết, chị và Kiều Minh Tuấn đã yêu nhau hơn 8 năm, họ sẽ không tổ chức đám cưới, nhưng cả hai đều mong chờ một đứa con chung. Cát Phượng nghĩ, có lẽ do phần số của mình khác người, nên ông trời luôn thu xếp cho chị phải gắn kết với những người đàn ông kém tuổi. Ngày xưa, Thái Hòa kém chị 4 tuổi, người đàn ông thứ hai sau Thái Hòa kém chị 8 tuổi, và đến Kiều Minh Tuấn còn nhiều hơn nữa. Nhưng chị bảo, may là mặt họ già chát nên nhìn cũng không chênh lệch quá nhiều về ngoại hình so với tôi. Thái Hòa nói, Cát Phượng quen Kiều Minh Tuấn là tôi yên tâm lắm. Kể về chuyện tình của mình và nam diễn viên trai hư trong Em Chưa 18, Cát Phượng nói hai người có dịp đi diễn chung, Kiều Minh Tuấn quan tâm, lo lắng chăm sóc cho chị rất kỹ. Chỉ cần thấy mặt Cát Phượng xanh xanh là anh hỏi nhức đầu phải không, rồi chạy đi mua thuốc, mua dầu. Không những thế, Kiều Minh Tuấn còn để ý xem Cát Phượng thích ăn món gì, thói quen sở thích của chị như thế nào. Bằng sự từng trải và nhạy cảm của một người phụ nữ, Cát Phượng cảm thấy cách quan tâm này không giống như một đứa em lo cho một người chị. Chị hỏi yêu tôi phải không? Ai ngờ Kiều Minh Tuấn thật tình trả lời ừ, lúc đó anh chàng mới 22-23 tuổi. Cát Phượng kể, lúc đó Tuấn còn quá trẻ, tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm bồng bột, chứ không nghĩ là Tuấn yêu mình thật. Quen thì quen mà tôi vẫn nghĩ chắc không được bao lâu, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra Tuấn yêu tôi thật lòng. Theo lời kể của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn là người đàn ông sâu sắc, chín chắn. Kiều Minh Tuấn tuy kém chị hơn chục tuổi, nhưng suy nghĩ rất già dặn. Tuấn có những suy nghĩ mà ở tuổi này tôi vẫn không nghĩ ra, Cát Phượng kể. Nhưng Cát Phượng nói điều quan trọng nhất là Kiều Minh Tuấn thật lòng yêu chị. Quen nhau một thời gian dài, chị giả bộ hỏi, chừng nào công khai tình cảm với mọi người. Anh nói, tôi không muốn công khai, tôi biết chắc chắn là nếu tôi công khai chuyện của tôi với bà, mọi người sẽ nghĩ tôi quen với bà để bám váy, để được làm nghề. Chừng nào tôi có chút tên tuổi trong showbiz, tự tôi sẽ nắm tay bà đi trên thảm đỏ. Không chỉ Kiều Minh Tuấn sợ những hiểu lầm từ đồng nghiệp, khán giả, mà chính Cát Phượng cũng không thích kiểu nhờ vả, gửi người này gửi người kia. Hồi xưa, chị tự thân bước đi như thế nào, thì nay chị cũng muốn mọi người tự thân vận động như thế đó. Cát Phượng kể, không lẽ tôi đi gặp hết người này đến người kia xin vai cho Tuấn, mặt mũi tôi để đâu, cả tôi và Tuấn đều không thích điều đó. Khi Quốc Thuận làm phim Tết này ta có nhau, Thuận hỏi tôi, chị Cát, Kiều Minh Tuấn đệ tử của chị diễn được không? Lúc đó Thuận chưa biết tôi và Tuấn đang quen nhau. Tôi nói, được hay không thì em tự đi coi là biết. Thuận đi coi Tuấn diễn thấy ân nên mời vai. Khi tôi làm đạo diễn live show của anh Hoài Linh cũng không giao Tuấn vai nào. Tuấn chạy vòng ngoài lo show cho anh Linh cùng tôi. Có lẽ chính sự chân thành của Kiều Minh Tuấn và niềm hạnh phúc anh mang lại cho Cát Phượng nên anh em nghệ sĩ và các khán giả ai biết chuyện cũng đều ủng hộ. Cát Phượng kể, mỗi lần tôi viết một status buồn buồn trên Facebook, khán giả thế nào cũng comment hỏi tôi và Tuấn giận nhau phải không? Họ rất thương và hợp tác cho cuộc tình này. Ngay Thái Hòa cũng nói với chị Hồng Vân là, Cát Phượng quen Kiều Minh Tuấn là tôi yên tâm lắm, còn anh em nghệ sĩ ai cũng tán thành. Mẹ con tôi may mắn vì có Kiều Minh Tuấn. Theo lời Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và Cu Bơm con trai chị rất thương nhau. Chị bảo khi chia tay Thái Hòa, con trai chị thiệt thòi nhiều vì không có được sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ như nhiều bạn khác. Ngoài lý do trên, Kiều Minh Tuấn thương con trai chị, còn vì một lẽ khác, cha của Kiều Minh Tuấn bị tai nạn giao thông, qua đời lúc anh mới 6-7 tuổi. Là con trai duy nhất trong nhà, nên ngay từ nhỏ Kiều Minh Tuấn đã sớm bươn chải kiếm tiền, giống như giang tay ra thể hiện vai trò người đàn ông trong gia đình. Chị nói, Tuấn thương và dạy Bơm nhiều, Tuấn muốn bù đắp cho Bơm. Có Kiều Minh Tuấn là may mắn của mẹ con tôi, Bơm đi chơi với Thái Hòa mà cứ kêu lộn chú Tuấn. Nếu không có Kiều Minh Tuấn, tôi không dạy được con như bây giờ. Tôi quen Kiều Minh Tuấn lúc Bơm mới 4-5 tuổi, Tuấn dạy Bơm tập ăn, tập cầm muỗng, dạy Bơm cắt móng chân, móng tay, dạy Bơm học. Mỗi lần tôi đi tỉnh, Tuấn chăm sóc Bơm rất chu đáo. Nếu Tuấn cũng phải đi quay, Tuấn sẽ nhờ hai cô em gái qua nhà lo cho Bơm. Chính Bơm có lần nói với tôi, mẹ, may mà con có chú Tuấn. Cát Phượng kể con trai chị rất thích đi xe đạp. Cậu bé xin ba nhiều lần, nhưng do Thái Hòa quá bận nên không mua được. Kiều Minh Tuấn dắt Bơm đi mua, anh còn trang bị cho cậu bé cái nón, kiểm tra cái thắng và chiều nào cũng dắt xe cho Bơm đi tập. Bơm thích chó, nhưng Thái Hòa sợ Bơm dị ứng lông chó nên ngần ngừ nói con suy tính kỹ lưỡng. Kiều Minh Tuấn cũng mua chó cho Bơm với điều kiện cậu nhóc phải học giỏi lên lớp. Tất nhiên, Kiều Minh Tuấn chọn loại chó lông xoắn không rụng để tránh cho Bơm bị dị ứng. Không những vậy, Kiều Minh Tuấn còn chỉ Cát Phượng cách dạy con. Anh bảo, thương con thì cha mẹ nào cũng thương, nhưng con nít luôn mắc bệnh đòi hỏi. Con
con đòi gì cũng đáp ứng sẽ làm con hư, hãy thỏa thuận với nó. Chẳng hạn con phải ngoan, giỏi thì mẹ sẽ mua cho. Làm thế để con thấy rằng phải biết phấn đấu mới đạt được điều mình muốn. Tôi hỏi các Phượng trải qua bao nhiêu trúc trắc trong tình cảm, chị có kỳ vọng ở mối tình này hay không? Chị nói không dám chờ đợi gì quá nhiều, chị sợ đời mình sẽ một lần nữa chông chênh. Cách đây 3-4 năm, chị từng đề nghị chia tay Kiều Minh Tuấn để anh cưới vợ sinh con, trả hiếu cho cha mẹ, nhưng anh mắng: đừng nói với tôi câu đó, chắc kiếp trước tôi mắc nợ bà, hãy để tôi trả hết kiếp này cho mẹ con bà đi. Nói thì nói vậy, nhưng các Phượng vẫn mong muốn được gắn bó trọn đời với người mình yêu, được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Hiện tại các Phượng không tính đến chuyện làm đám cưới, vì lẽ có người nói với chị, hễ làm đám cưới là chia tay, yêu nhau hơn 8 năm, giờ cả hai đều đang mong chờ một đứa con chung. Mr. Đàm viết tâm thư, gửi Hà Hồ giữa tâm bão chèn ép Phương Thanh. Ngay sau những chia sẻ của Mr. Đàm, nhiều người đã bàn tán xôn xao và mong cả Mr. Đàm lẫn Hà Hồ sớm vượt qua scandal tương tự nhau. Khi mà câu chuyện Hà Hồ chèn ép Minh Hằng ở The Face vừa chìm xuống, thì dư luận lại xôn xao về câu chuyện tương tự khi ông hoàng showbiz Mr. Đàm không đồng ý ngồi cùng Phương Thanh trên ghế giám khảo một chương trình vì những mâu thuẫn trước đó của hai người. Ban đầu, cả hai người đều được mời vào ghế giám khảo, nhưng sau khi phát hiện ra điều này, có thông tin cho rằng Mr. Đàm đã đưa ra nhiều điều kiện chỉ ngồi làm giám khảo với Phương Thanh trong một vài số của cuộc thi nhưng ban tổ chức không đồng ý. Anh cũng từng khẳng định mình không chèn ép đồng nghiệp và có nhiều người đang lợi dụng điều này để PR cho chương trình. Trong khi dư luận vẫn còn xôn xao bàn tán không biết ai đúng ai sai trong câu chuyện này, mỗi khi mỗi bên đều đưa ra những bằng chứng, những lý do thuyết phục cho lập luận của mình, thì trên trang cá nhân, Mr. Đàm vừa có những dòng chia sẻ đầy ẩn ý. Nam ca sĩ viết: quen biết nhau từ năm 2002, chơi và thân nhau dần dần đến hôm nay, ngót nghét đã 15 năm. Vậy mà trưa nay, mới là lần chat với nó lâu như thế, một tiếng hơn, con bé đúng thật là số khổ. Bao nhiêu uất ức và nỗi khổ tâm đè nén, chịu đựng của nó khiến mình phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Sức chịu đựng của con bé cũng ngang ngửa mình, thiếu điều muốn hơn cả mình. Đúng là khi những tâm hồn bị tổn thương nặng nề, họ tìm đến nhau dễ dàng đồng cảm với nhau hơn. Ê Hà, nói thật nhen, ẻo hiểu sao từ ngày đầu gặp em đến bây giờ, anh vẫn chưa có một phút nào ghét em cả. Thì em dễ thương và có làm gì ai đâu anh. Nói với nhau các kiểu ái âm mà cả tôi và nó phải hứng chịu. Cuối cùng tôi nói, cái nghề của mình khi nào thượng đế và tổ nghiệp bảo hết thì sẽ hết, không ai muốn mà được. Còn fan hay anti-fan cũng vậy, khi họ đã thích, đã yêu thì kiểu gì họ cũng yêu. Khi họ đã ghét ngay từ đầu thì mình cũng đừng cố. Vì mình có nằm xuống cho họ bước qua rồi họ cũng ghét thôi, hãy vui với những gì mình đang có. Nếu có thêm nữa thì vui hơn. Sao tôi không đàng hoàng được 10 phút dạy trời? Ngay sau khi những chia sẻ của Mr. Đàm, nhiều người đã bàn tán xôn xao và mong cả Mr. Đàm lẫn Hà Hồ sớm vượt qua scandal tương tự nhau. Kevin Khánh vừa lấy vợ, bạn gái cũ cũng lập tức lên xe hoa. Xem ra bạn gái cũ cũng chẳng hề chịu thua kém Kevin Khánh. Thấy anh rậm rịch cưới hỏi là cô cũng lên xe hoa luôn. Cách đây vài ngày, cả showbiz xôn xao trước đám hỏi của Khởi My và Kevin Khánh. Theo thông tin chia sẻ thì cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới. Rất đông sau việc đã gửi lời chúc phúc tới cặp đôi, được nhiều người mến mộ này. Tuy nhiên, phát ngôn của một người cũng rất được quan tâm, đó chính là bạn gái cũ của Kevin Khánh. Trước khi đến với Khởi My, Kevin cũng từng yêu Fandy Nguyễn, tên thật là Nhật Uyên. Cô gái sở hữu ngoại hình khá dễ thương. Trước thông tin Kevin Khánh tổ chức lễ ăn hỏi, bạn gái cũ tỏ vẻ không quan tâm. Trước tin bạn trai cũ làm lễ ăn hỏi, Fandy Nguyễn đã lên tiếng như thế này: lần cuối mình đính chính sự việc này vì không muốn những lời nói vô căn cứ làm ảnh hưởng đến mình và người khác. Các bạn có thể chụp lại màn hình status này vì mình sẽ không nhắc lại lần nữa nào đâu nhé. Mình và Khánh đã chia tay rất lâu rồi, hy vọng các bạn tin tưởng và yêu mến idol của mình, đừng inbox hỏi mình nữa nha. Cũng đừng có tin vào những cái kênh tào lao ba xàm nữa nhé. Cảm ơn, cuối tuần vui vẻ hen. Trước đó cô cũng đã nhiều lần lên tiếng về chuyện chia tay với Kevin Khánh. Mới đây, trên Facebook của Fandy Nguyễn đã có rất nhiều hình ảnh được tát, trong đó cô mặc áo dài màu đỏ đội mấn rất đẹp và bạn bè của Fandy Nguyễn đã thừa nhận chuyện bạn gái của Kevin Khánh lên xe hoa. Dân mạng cũng được fan bất ngờ, ngỡ ngàng và liên tục vào bình luận. Bạn bè đăng ảnh Fandy Nguyễn làm cô dâu. Bạn gái cũ Kevin Khánh mặc áo dài đỏ nổi bật,
cô nàng sở hữu một gương mặt xinh đẹp và trẻ trung. Đông đảo bạn bè đã chúc phúc cho cô gái này. Bạn gái cũ Kevin Khánh trang điểm nhẹ nhàng, chiếc nhẫn được đính hạt và hoa ren rất cầu kỳ, áo dài đỏ họa tiết hoa nổi bật. Bạn bè xác nhận chuyện Fendi Nguyễn lên xe hoa nhưng từ chối chia sẻ về chú rể. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước tin bạn gái cũ Kevin Khánh tổ chức đám cưới. Trước kia, Kevin Khánh và bạn gái cũ rất cởi mở khi chia sẻ những hình ảnh thân thiết. Cả hai có nhiều ảnh tình tứ như thế này. Hiện tại mỗi người đều đã có một hạnh phúc của riêng mình.